Tôi ở quận 9, tôi là bệnh nhân của ung bú này, tính đến nay là coi như là 4 tháng rồi điều trị ở đây. Thì tôi thấy ở đây là nó quá tải đi, nó quá đông. Thì bây giờ cái nguyện vọng của tôi mà đến đây mà nằm viện ở đây, điều trị bệnh ở đây, thì tôi mổ từ ngày 13 tháng 8, 2015. Thì tôi vô thuốc bữa nay nó là được 3 lần rồi. Nhưng mà tôi thấy trước khi tôi mổ mà ra nằm thì nó quá đông. Vô đây đã điều trị rồi, một người đi nuôi, một người có khi người đi nuôi hai người, mà tiền xe, tiền cộ, ăn uống đồ tốn kém quá chừng đi. Mà nếu được đảng, nhà nước, chính phủ mà quan tâm, mỗi một tỉnh mà được một cái bệnh viện mà phục vụ cho bệnh nhân ung bú vậy thì nó giảm tải như thế. Thì tôi thấy cho đỡ cho bệnh nhân. Đó, nhiều khi nghèo rồi đã nghèo thêm nữa, cứ tập trung vô thành phố này, cứ có một cái bệnh viện ung bú này mà quá đông rồi. Nhiều khi là coi như là bệnh nhân vô đây nằm vô thuốc thôi nó mệt mỏi dữ lắm, cái bệnh này nó mệt dữ lắm, vô nó giật người dữ lắm, mà không được có cái giường để vô thuốc nó mà bắt ngồi vô mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cho nên là cái nguyện vọng của tôi là cũng là một bệnh nhân, cũng đại diện cho cái bệnh nhân ung bú này, cũng có một cái nguyện vọng chung là giống như tôi suy nghĩ gì đó, để cho bệnh nhân đỡ khổ, mà cái bệnh viện ung bú này cán bộ nhân viên ở đây phục vụ người ta cũng đỡ khổ nó. Mấy chị, mấy anh ở đây, các bác sĩ cũng hết sức là nhiệt tình với bệnh nhân ở đây, lo lắng mà cũng vui vẻ, cũng yên tâm. Mà tôi thấy cái điều này, tôi nhiều khi tôi vô đây tôi cũng thấy cảm động lắm. Rồi có những người nghèo vô đây nằm nhiều khi 2-3 tháng trời vậy đó, tiền ăn thì không có. Rồi thì nhiều khi những người mà vô đây bệnh nhân, những người có một chút thì cũng chia sẻ, cũng cho, để mà chia sẻ, trong đó bản thân tôi cũng làm được những cái điều đó nữa đó. Bình một giường vậy là hai người mà không có được nằm lâu, cuối cùng thì coi như nằm được mấy tiếng đồng hồ, 9 giờ sáng thì 9 giờ sáng hôm sau là cho ra viện rồi. Cái ca mổ như thế còn mệt mỏi nhưng mà cũng bắt ra ngoài. Quan tâm mà làm càng sớm được thì càng tốt. Thì qua đây thì cũng nguyện vọng tôi như thế, thì cũng có mấy lời như thế. Tên tôi là Cao Thị Hội ở tỉnh Bình Thuận. Đấy. Như bản thân tôi ở dưới tuyến huyện
cứ bảo tôi là bị đau dạ dày. Đấy. Thế nhưng lên đến trên này là mới biết là mắc cái bệnh ung thư là đến giai đoạn cuối rồi. Đấy. Thì thôi thì ở dưới tuyến huyện, tuyến tỉnh là những cái máy móc hoặc những dụng cụ hoặc là những cái y bác sĩ là nói chung là có không bằng cái tuyến trung ương này. Thì thôi thì mong muốn là bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm sao để là vào đến trong này thực tế để là xem xét cái an sinh đời sống của bệnh nhân chúng tôi. Thế rồi là mở thêm những cái bệnh viện nữa để cho nó giảm tải bệnh nhân đi. Chứ như thế này chúng tôi thấy nó khổ lắm. Mong muốn của tôi là một người bệnh nhân như thay mặt cho tất cả các bệnh nhân khác. Vì cái căn bệnh này nó là quái ác quá rồi. Đấy. Không còn gì để mà nói với cái bệnh này nữa rồi. Đấy là chỉ mong muốn nó là như thế.